Tôi bây giờ hành bộn cao thủ rách thôi, lên cao hơn khó múa lắm à. Cái thứ nhất là không có rank cao thủ mà cao thủ rách nha. Cái thứ hai là chỉ có rank thách đấu mới khó múa nha, chứ rank chiến tướng thì nó vẫn bình thường nha. Ok nha. Sắp lên thách đấu rồi anh em ơi, 130 sao rồi. Đây là clip lâu rồi anh em à. Anh em xem đỡ nha. Shop tôi có nhiều giảm giá mọi dịch vụ trên shop. Nạp 20k có cơ hội dẫn đến 999 con huy. Nơi có những một quay minigame siêu hot. Nơi bán nước tên quần giá siêu rẻ, 100% trả thông tin. Anh em hãy truy cập ngay shop túi của nhiều.com để ủng hộ mình nha.
We'll be right back.